Rồi. Dạ mến chào kênh LTK, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ em tên Lê, em ở cái sách Sóc Trăng nha bà con. Bà con. Dạ em số điện thoại của em là 0971052039 cũng là số Zalo của em nha bà con. Dạ hôm nay em có về một số một cây nguyệt quế tàn lớn nha cô chú, với một cây tàn hồi clip trước nha cô chú. Dạ. Em được hai cây tàn muốn giao lưu cùng cô chú ha. Cây tàn rất là khủng cây nha cô chú. Đó, số điện thoại của em là 0971052039 ha, cũng là số Zalo của em ha cô chú. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip em vừa qua cô chú. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ kênh và ủng hộ clip em nha cô chú. Đó. Dạ. Đây. Cây này cây mấy nguyệt quế tàn lớn em có ship toàn quốc nha cô chú. Em đang đóng gói gửi cho ghép xe nha cô chú. Dạ. gửi cho những người anh ghép xe ở miền Bắc ha. Cô chú nào miền Bắc thì em cũng ghép xe cho cô chú luôn ha. Dạ. Cũng không mất thời gian cô chú, em vào mã số 1 ha. Cây số 1 này là em có đo sẵn nha cô chú, là chiều cao 5,5 m ha, tán ngang hơn 6 m nha cô chú. Đó, cây tàn rất là tròn luôn nha cô chú. Đó. Cây này bây giờ cũng là hình độ hiếm và rất là hiếm nha cô chú. Cây này chủ nhà báo hơn 50 năm nha cô chú. Đó. Cây cái vàng đế nó khủng khiếp, vàng đế luôn nè cô chú ơi. Đó. Cây rất là lịch. Đế vàng xương. Nói chung cây này là cực kỳ khủng luôn nha cô chú. Đó, vàng đế này em ôm một cái không hơi hám vào đâu nha cô chú. Đó. Nồi đế nè, đều gan hết. Đế như con thú nha cô chú. Vàng xương cực đẹp luôn. Rất là chặt nha cô chú. Đó. Cao nó 5,5 m, tán ngang 6 m ha. Cây này cho em xin giữ giá lên nha cô chú nào thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0971052039 cũng là số Zalo của em ha cô chú. Đó, cây tàn đa ha cô chú. Đó. Cốt cạnh lực ha. Cỡ này là mấy chục năm mà mới được cái tay nó mới vậy nhiêu rồi cô chú. Leo lên đứng bình thường ha. Cái này leo lên 10 người còn không sao ha cô chú. Đó. Em leo lên đứng cỡ này nè ha cô chú. Đó. Em cũng đo rồi ha, chiều cao 5,5 m ha. Tán ngang 6 m ha. Đó, cái độ dài nè. Em đo cái độ cao của bầu ha. Bứng cái bầu này cực kỳ lớn luôn cô chú. Đó, cái dạo nó khoảng 44 ha. Cái đường kính bầu nó 1,5 m luôn cô chú. Đó. Cây vàng đế khủng khiếp, cái vàng đế ha. Cái tay nó nè. Cực kỳ luôn cô chú. Rất là lớn ha. Nè. Chỗ này em đo cái chỗ này cho cô chú tham khảo ha. 17 nè cô chú. Đây. 17 nè. Đây. 8 nè ha. Đó, cái đế nó lực rất là lực nha. Cô chú tương tự giùm em ha. Đó. Đây. Đó, cái vàng đế kỳ lực luôn. Đó. Đường kính bầu lên mướn khoảng 150 nha cô chú. Đó. Cây này rất khủng nha cô chú. Ở ngoài rất khủng nha, tại mình quay clip nhiều khi nó không có rõ nha cô chú. Cô chú mà thấy thực tế là rất là lớn nha cô chú. Một cây này như cây cổ thụ rồi cô chú. Cây này đáng sưu tầm nha cô chú. Cụ luôn ha. Cụ à. Chủ nhà nó rất là già cô chú. Quế dạ. Đây là cụ nguyệt quế luôn nha cô chú. Dạ. Rồi em tiến hành đo cái hoành thân ha, em đo nhiều vị trí cho cô chú dễ tham khảo ha. Đây. Vị trí này là 94 ha cô chú. Đó. Đây 94 hoành. Em đo lên đây luôn, nhiều trí. 77 ha, tuốt trên đây ha. Rồi em đo dưới đây, cụ đế đặt dưới đây ha. Để đặt nè. 119 ha cô chú. Đó. Tổng cái nồi đế này chắc cỡ khoảng 450 ha cô chú. Tổng nồi đế khoảng 450 ha. Đó. Cây cực kỳ khủng ha, đế nó cũng đẹp luôn ha. Nè, cái tay nó mới lớn, cái tay em mới lớn rồi, cái rễ nó mới lớn. Có vàng đuôi cực kỳ đẹp luôn. Đây em đo cái vàng đuôi nó. Cái đuôi này nó là 75 ha cô chú. Đó. Đây. Dáng cực kỳ luôn cô chú. Cây liền lạc ha, không thẹo không dít gì hết cô chú. À, cây vàng xương nè cô chú hình ảnh mà không rõ cứ kết bạn Zalo với em ha, em gửi hình thêm cho cô chú ha. Đó, bên nào cũng đẹp hết trơn ha cô chú, tàn nó cũng đẹp luôn ha cô chú. Đó. Đây. Đế mà nó sắn ha, đế mà sắn vòng vòng luôn ha chú. Đây. Đây chân cẳng có đầy đủ hết. Đó. Nguyên một bạch đế luôn ha cô chú. À. Đây, cô chú nhìn cái dạng xương gì em ha, rất là khít ha, chặt ha.
đó, ngàn xương thì rất là tuyệt vời hết cô chú. Cây này bây giờ đáng sưu tầm nghe cô chú. Cây này em cũng xếp toàn quốc được nghe cô chú. Xe này cũng đang đợi xếp cây hết cô chú. Cây này cho em giữ giá đây hết cô chú. Cô chú nào thiện chí thì alo cho em số điện thoại là 0971052039 ha. Cũng là số Zalo của em ha cô chú. Đó. Cốt cành nó rất là lớn ha cô chú. Đo, đo tham khảo cho cô chú tham khảo luôn ha. Cho nó dễ. Đây 30. Cái cây này cũng lớn tiện nên em đo kỹ kỹ những cái chi tiết cho cô chú dễ dễ coi ha. Đây 23. Đây tay cầm này. Đó, những tay cầm 20 ha. Cây nào lớn lớn tay không ha. Đó, cây lực. Củ đế đặc của nó là nó gần 120 cô chú. Đó, hoành thăng nó 94 ha. Dễ chịu chân em. Đây, rễ nè. Rễ mới sắn nữa chú. Cực kỳ ha. Em bứng cái bầu này em giữ cái tàn cực kỳ luôn đó chú. Đó. Rồi em đo cái độ thoát thăng cho cô chú tham khảo luôn. Từ đây ha. Từ đây xuống đây ha là cái thoát thăng nó là 60 ha cô chú. Đó, thoát thăng từ từ tay cạnh số 1 xuống đây là 60. Đó. Này đúng là cái cây rất là đẹp luôn đó chú. Đó. Cô chú thiện chí cứ alo cho em đi cô chú. Rồi em còn cây số 2 ha. Số 2 là cây bữa hổm khách chốt mà, nhưng mà khách đổi lại cây khác ha, nên em giao lưu lại cây này cô chú. Cây này cao khoảng 5m ha, ngang 4m. À. Cây này cũng lực lắm nha cô chú. Vàng xương nó cũng chặt ha. Cây này mình để bún mát tuyệt vời luôn nha cô chú. Ra bông thơm là khắp khắp chỗ sớm mình thơm luôn ha. À. Cái chỗ em hơi chặt nên nó cây nó cũng chen lắng nhiều cô chú, nên cô chú thông cảm giùm em ha. Có cái nào mà không rõ cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi hình thêm nha cô chú. Đó, chiều cao em cũng đo sẵn rồi. Cao hơn 5m tới ngang 4m ha. Rồi. Cái thoát thăng nó là 36 ha cô chú. Rồi em đo hoành thăng cô chú tham khảo luôn. Đây. Hoành thăng là 70 ha. Đó, 70 hoành. Đó, tay cầm này cái cũng lớn lắm nha cô chú. Nó cũng dạng hàng cổ rồi ha. Tay cầm nó là cũng 28 29 ha cô chú. Đó. Đây. Đây rất lực nha. Đế nó có chân nha cô chú. Đó. Củ nở ha. Cây mã số 2 ha. Mã số 2 này giá 18 triệu ha cô chú. Mã số 2 này em bao ship 300 cây số ha. Nếu mà xa mình thương lượng nha cô chú. Cây này cực kỳ cao ha. Mình đi khẩu cũng giá nó cũng hơi cao ha chú. Đó. Chung cây rất là cao. Em đứng phỏng phỏng cho cô chú tham khảo ha. Đó. Đây. Em đưa tay là khoảng có 2m 23 ha cô chú. Đó. Cô chú tương tự giùm em ha. Đó. Rồi. Rồi em có hai cây tàn ha cô chú. Rồi muốn giao lưu cùng với chú cô chú ha. Cái nào hình ảnh không rõ cô chú alo em ha cô chú. Rồi. Em mến chào cô chú ạ. À. Dạ. Rồi số điện thoại của em là 0971052039 ha. Cũng là số Zalo em ha. Em tên Lê, em ở cái sách Sóc Trăng nha cô chú. Rồi. Cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. À. Rồi.